Xin chào mọi người, hôm nay thì là ngày sinh nhật của con trai mình. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 2022 nhé. Đây, thì hôm nay thì hai bố con sẽ nhân ngày sinh nhật này sẽ đi hái cái chôm chôm, quả chôm chôm ấy. Chôm chôm này là chôm chôm trồng tại Nghệ An mọi người nhé. Đấy, chào mọi người. Chào mọi người. Ok, bây giờ thì hai bố con mình sẽ đi hái quả chôm chôm nhé. Để cho gấu nó đâm từ đi con, đừng con này. À, cái cây chôm chôm nhà mình ở đây này. Đấy, trông rất là lớn luôn. Đấy thì ở đây như mọi người thấy ở đây này, hôm nay nắng rất là đẹp. Đấy, và ở xa xa phía trên đấy, mọi người thấy chôm chôm chưa? Đấy. Đấy, đấy là cái cây chôm chôm này. Hiện tại thì chôm chôm này nó chưa chín hoàn toàn đâu mọi người nhé. Đó, một số nó đang đổi màu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ thử test thử và mình sẽ hái một chùm chôm chôm vào. Để mà mình thử xem cái chất lượng của cái chôm chôm này như thế nào. Đấy mọi người này. Ok. Quả rất là nhiều. Đây là nấm ra bói đầu tiên nhé. Năm ngoái thì thực ra nó cũng đã ra hoa nhưng mà nó chỉ đầu một quả. Nên cũng không không tính là năm nay thì nó ra nhiều hơn. Đây là những cái quả nó đã chín ở phía trên này. Bắt đầu chín nó đổi màu này. Đấy. Đấy. Quả bé hơn nè. Con ơi, giá vậy đấy. À, bây giờ thì mình sẽ treo lên và mình sẽ hại chôm đấy mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hại cái chôm này trước này. Đấy, quả rất là nhiều. Cái thế này thì cũng đã bắt đầu đổi màu rồi đấy nữa. Quả rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì mình sẽ vẽ cái chân này. Đấy. Đây mình nghe nhé. Đây. Đây, để tạ đi vào trong đi ta. Đấy. À, chôm 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 này thì có thể nói là rất là đẹp mọi người nhé, nhìn quả rất là đẹp này. À, xin chào tất cả mọi người và bà con đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip về cái cây chôm chôm của nhà mình. Đây là cái cây chôm chôm mình đang trồng tại vườn mọi người nhé. Chôm chôm Thái, giống chôm chôm Thái trồng tại ở vườn tại làng Mái Thình, xã Nghĩa Mái, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Đấy, những cái quả chôm chôm này thì đang trong giai đoạn chín rồi đấy, mọi người nhé. Đây, nó cũng chưa phải là hoàn toàn chín đâu, nhưng mà ở trên này này nó chín chưa đều mọi người nhé, do mấy hôm nay mà thời tiết nó đang mưa. Hôm nay đã là ngày 24 tháng 9 rồi năm 2022 nhé. Đấy, thì mình đang review cho mọi người về cái cây chôm chôm nhà mình. Ở vườn nhà mình thì cũng trồng rất là nhiều loại cây khác này. Đây này, kia xanh xanh kia là cây sơ ri gò cống. Đấy, ở đây là cái cây quýt hôi này. À, đây là vũ sữa hoàng kim mọi người nhé. Còn bên cây vũ sữa hoàng kim là một cái cây bưởi da xanh. Đấy, ngoài ra còn vải, nhãn, táo và những cái cây khác ở đây này. Gần mình đây là còn có một cái cóc này. Quả rất là nhiều loại hoa này. Những cái cây này thì đang trồng hoàn toàn tại Nghệ An luôn. Đấy. Thì mọi người và bà con có nhu cầu về cây giống thì có thể liên hệ với mình. Thì mình sẽ cung cấp cái cây giống chôm chôm này cho mọi người. Đấy mọi người này. Hiện tại thì mình đang trong quá trình nhân giống cái cây chôm chôm của nhà mình. Đấy, cây chôm chôm này thì nó đặc thuần khí hậu thôi mọi người nhé. Đấy, nó tầm 5 năm thôi. Và năm nay là năm ra bói.
Đầu tiên, thực ra năm ngoái thì nó có ra một hai hoa, nhưng mà năm ngoái thì đầu thái quả thôi. Xem như là năm nay mới cái ra cái lứa đầu đầu tiên rồi đây. Thì lứa đầu tiên và cái lứa này là hoàn toàn ra trái vụ luôn mọi người nhé. Đấy, chôm chôm ở miền Nam vào cái thời điểm 24 tháng 9 này thì miền Nam bây giờ đã không còn chôm chôm chính vụ nữa. Bây giờ chỉ còn chôm chôm trái vụ thôi. Và cái cây này nó lại ra chỗ quả trái vụ luôn. Đấy, cái thời điểm này mà chôm chôm nó ra như thế này. Đấy, trông rất là ok. Đấy, mọi người nhé. Đây này. Rất là ngon. Đấy. Giờ thì mình sẽ đi xuống ở dưới này và mình sẽ cho mọi người xem những cái quả nón của nó ở đây này. Ở đây thì mình đã có để sẵn một cái tháng rồi. Đây mọi người, quả này. Đấy, ok chưa? Quả chôm chôm đấy, chôm chôm này thì nó ra mấy lứa quả luôn đấy. Đây là những cái lứa quả khác nhau đấy, mọi người nhé. Đây này, ok nhé. Đấy, clip của mình hôm nay kết thúc đấy mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người. Bây giờ mình đã hái chôm chôm nhé. Đấy, mình sẽ hái nốt để mình xuống. Trời đang mưa rất là lớn luôn. Đây. Ok các. Đây mọi người này. Đấy. Đây là những cái quả chôm chôm. Chôm chôm trong tại Nghệ An mọi người nhé. Đây này. Đấy, nhìn rất là ngon. Ok cho mọi người. Cất cất cái ô đi cơ. Đây này, con thử ăn cái quả này đã. Đây này. Con này. Này. Con. Này. Đây bố cất cái ô đó. Trời đang mưa rất là lớn mọi người nhé. Đấy. Này, phải chôm chôm cả mưa thế này. Đây này, con thử quả này thôi này. Để hạt lại mình trông con nhá. Hạt lại có trông à? Ừ, ok chưa? Đây. Đây là cái cây chôm chôm ở ngoài này mọi người nhé. Đây này. Chôm chôm ở bên này. Đấy. Hạt lẻ à? Ok, mưa rất là lớn luôn mọi người ạ. Đấy. Đấy. Thì mình sẽ rất là ngon nhé, chôm chôm Nghệ An luôn. Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình vừa mới hái chôm chôm xong mọi người nhé. Đây là cây chôm chôm nha. Mình trồng. Chôm chôm thải mọi người nhé. Cái quả sau khi mà đã tách ra thì nhìn như thế này. Đấy. Đấy này, quả nhìn rất là đẹp này. Nó chín chưa đều nhé, nhưng mình phải hái sớm. Ở đây có những quả nó trông rất là to luôn. Đấy. Chôm chôm còn ăn quả nhé. Đấy đấy đấy. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người và bà con đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ đi hái quả chôm chôm mọi người nhé. Đây,
Ở trên kia mọi người thấy có những cái quả chôm chôm chín đấy, đỏ đây này, một hai một quả, hai quả, ba quả. Ở dưới này còn có nữa, nhưng mà mình sẽ chọc hai quả thế này trước, ba quả thế này trước nhé mọi người thấy. Bây giờ mình sẽ để mình quay đây. Đấy. Hiện tại ngày hôm nay đã là ngày 29 tháng 9 năm 2022 nhé. Hôm nay thì mình sẽ đi chọc chôm chôm. Mọi người mọi người nhé, sau một hồi hái thì mình đã hái được vẫn đang còn mọi người, trên kia vẫn đang còn góc xa kia đấy, cái góc góc ở giữa giữa đấy mọi người thấy con quả đỏ đỏ đấy. Thôi hôm nay mình sẽ hái bá quả này mọi người nhé. Đấy, hôm nay mình sẽ hái ba quả chôm chôm này đó. Đấy, clip của mình hôm nay kết thúc ở đây mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hôm nay thì mình sẽ test lại quả chôm chôm mọi người nhé. Đây này, cái quả bây giờ thì nó không nhiều như mấy hôm trước nữa. Còn có một số thì quả đang rất là non. Hôm nay mình sẽ test thử quả này thì nó hơi bé hơn, mình không test, mình test cái quả này nhé. À đây, thôi, test quả này đi. Nó đều có hai quả này. Đấy. Chôm chôm nghĩa đàn bây giờ thì nó đang chín như thế này. Mọi người nhé, cái vỏ nó tách ra này. Đây, mình sẽ tách luôn. Đấy, trông nó rất là ngon như thế này. Đấy, mọi người nhé. Chôm chôm cái đan, bây giờ mình sẽ tách cái thịt của nó ra luôn. Đấy, xem nó dày hay là nó đây này. Đấy. Cơm tương đối là dày mọi người nhé. Đây. Đấy, mình sẽ tách ra luôn. Dạ. Dạ. Đây con thấy chưa? Đây, mọi người thấy nhá, thịt nó dày rất là dày luôn. Chôm thì bây giờ vẫn đang ra quả đây. Đây mọi người nhé, ở kia kìa, nó đang có cái quả chôm chôm đấy. Đây, chôm chôm này. Đây là cái gốc của nó nhé, cái gốc của nó thì nó to tầm này đâu. Đây, hiện tại thì mình cũng đang chiết một số cái cành chôm chôm ở đây. Đây mọi người này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ hái quả chôm chôm này. Đây mọi người nhé. Hiện tại thì vẫn đang có chôm chôm chín nhé. Bây giờ mình sẽ hái luôn. Tranh thủ
Hôm nay thời tiết vẫn đang mưa. Đấy. Đang mưa. Đấy. Ở trên kia vẫn còn nhưng mà mưa nên mình sẽ hái cái quả này thôi. Đấy. Chôm chôm. Trông rất là ngon mọi người nhé. Đây này. Đấy, đây là vườn nhà mình.